đến từ JCL Hà Nội. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về thiết bị có tên là máy đo điện trở cách điện. Dưới đây là hình ảnh của sản phẩm. Máy đo điện trở cách điện có chức năng là đo điện trở cách điện có sẵn cho nhiều loại linh kiện điện tử và các điện tử khác, cũng như thiết bị điện và điện tử. Tính năng của thiết bị là cung cấp chức năng xả, trang bị cửa sổ so sánh, được cung cấp chức năng hẹn giờ, được trang bị bộ nhớ bảng điều khiển, được trang bị đầu nối signal I/O của và thiết bị đầu cuối điều khiển từ xa, được trang bị giao diện RS232C, ứng dụng là thiết bị thường sử dụng trong các phòng thí nghiệm. Về thông số kỹ thuật, máy đo điện trở cách điện có model là TOS7200, nhà sản xuất là Kikusui, nguồn sử dụng là 220V 50 hoặc 60Hz, công suất là 8W, nơi sản xuất tại Nhật Bản. Sau đây là thông tin chi tiết và hướng dẫn sử dụng thiết bị. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về thiết bị dùng để đo điện trở cách điện ở mức điện trở lớn. Thiết bị có nhãn hiệu là TOS7200, nhà sản xuất của hãng Kikusui. Thiết bị gồm một nút start, nút stop, các phím điều hướng và lựa chọn thông số, các phím lựa chọn chức năng, đầu ra output. Mặt trên của thiết bị là cảnh báo khi sử dụng. Về mặt sau của thiết bị gồm một đầu ra output, một chân com, một cổng kết nối RS232, một cổng kết nối về máy tính. Đây là nhà sản xuất, thông số kỹ thuật. Đầu vào nguồn điện thiết bị, một công tắc bật nguồn. Sau đây mình sẽ kết nối với thiết bị. Mình sẽ kết nối đầu ra output. Mình sẽ kết nối tiếp với dây nguồn. Mình sẽ bật nguồn. Đây là vùng bộ nhớ. Mình sẽ lựa chọn vùng bộ nhớ là 3. Mình sẽ di chuyển sang phải để chọn mức điện áp. Mình sẽ để mức điện áp là 500V. Mình sẽ chọn mức ohm. Đây là thiết bị dùng để test những điện trở lớn, nên đơn vị sẽ là mega ohm. Mình sẽ chọn mức là 5 mega ohm. Tiếp theo, mình sẽ chọn thời gian test. Ở đây mình sẽ để là 5 giây. Sau khi setup xong, mình sẽ ấn start để bắt đầu test. Do mình chưa kết nối với điện trở, nên cảnh báo sẽ hiện là fail. Video của mình đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu có bất kỳ thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.